Ngày 30 tháng 7 năm 2021, Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ 3 triệu liều vaccine Moderna phòng COVID-19 tiếp nhận hôm 24 đến 25 tháng 7. Số vaccine này được phân bổ cho 63 tỉnh, thành phố, 23 bệnh viện, viện thuộc Bộ Y tế và lực lượng công an, quân đội. Trong đó, miền Bắc được nhận 1,018 triệu liều, Hà Nội tiếp nhận nhiều nhất với 268.800 liều. 11 tỉnh miền Trung được nhận 309.120 liều, gồm Khánh Hòa có 42.000 liều, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, mỗi tỉnh có 33.600 liều. 4 tỉnh Tây Nguyên nhận 80.640 liều, trong đó Đắk Lắk 30.240 liều, Gia Lai 28.560 liều. 20 tỉnh miền Nam nhận gần 1,364 triệu liều, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh nhận 336.000 liều, các tỉnh Kiên Giang, Bình Dương, Đồng Nai mỗi tỉnh nhận 84.000 liều. 23 bệnh viện, viện của Bộ Y tế nhận 174.580 liều, trong đó được phân bổ nhiều nhất là Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương, mỗi nơi nhận 18.480 liều. Trường Đại học Y Hà Nội 10.080 liều, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh mỗi đơn vị 15.120 liều. Bệnh viện Chợ Rẫy 13.440 liều, Bệnh viện Thống Nhất 11.760 liều, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Hữu Nghị mỗi đơn vị 6.720 liều. Các bệnh viện khác như Bệnh viện E, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh mỗi đơn vị từ 1.680 đến 5.040 liều. Quân đội nhận 28.560 liều và công an là 25.200 liều. Đồng thời, lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị không sử dụng hết vaccine hoặc có nhu cầu sử dụng thêm cần phối hợp Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để chủ động điều phối, tổ chức tiêm chủng, bảo đảm sử dụng vaccine hiệu quả. Các đơn vị xây dựng kế hoạch bảo đảm mỗi đối tượng được tiêm đủ 2 mũi. Đây là lô vaccine đợt 2 trong tháng 7 do chính phủ Mỹ viện trợ thông qua cơ chế COVAX. Đợt 1 với hơn 2 triệu liều đã về Việt Nam hôm 10 tháng 7 vừa qua. Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 15 triệu liều vaccine COVID-19 từ các nguồn nhập khẩu và viện trợ. Tính đến sáng 30 tháng 7, đã có 5.529.898 liều vaccine được tiêm trên cả nước, trong đó có 4.983.496 liều tiêm mũi 1 và tiêm mũi 2 là 546.402 liều. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.